Chính mình nói chưa đây, chuẩn bị hết rồi. 14 tháng 2 năm 2010 thì Nhật Bản lập ra một công ty mới, đó chính là công ty Đông Dương. Và mục tiêu của công ty là trai sao của công ty, gọi là công ty Đông Dương, thì nhà con cũng có một cái tư tưởng rất chia nhiều tại sao của Đông Dương và ý nghĩa của như thế nào, thì cũng đó là một trong những cái giai giảng rất chia nhiều đến chỗ ban quản lý cũng như là giám đốc. Và sau này công ty Đông Dương lập ra cũng bảo là Đông Dương tức là du lịch ba nước Đông Dương và tất cả đều một nhà, mỗi người và thậm chí mỗi người đi ra ngoài nếu là đều là một nhà, nên chính thế là công ty Đông Dương không là lấy tên Đông Dương để thể hiện tinh thần một nhà. Thậm chí các bác thấy là các bác thấy cái logo của công ty nhà con ấy có một cái giống như cái chóp này, nó giống như là một cái, nếu mà đúng hơn thì gọi là bán đảo Đông Dương, nhưng mà nói cho cùng nghe mình là giống như một mái nhà để che toàn bộ tất cả mọi người về một mái nhà đó, nên chỉ vì thế là nhà con đặt tên gọi là công ty Đông Dương, hay tên đúng của công ty nhà con là công ty cổ phần Đông Dương Travel. Nào, travel là gì? Travel tức là du lịch. Người ta nhưng mà theo tiếng Anh gọi là travel tức là du lịch. Nào, và công ty nhà con gọi là công ty cổ phần. Cổ phần là gì? Tức là tất cả anh em nhân viên công ty đóng góp vào tạo thành một trong những công ty mạnh. Và con phải tự hào một câu, đó chính là tổ công ty nhà con là công ty đầu tiên của du lịch nhà có một đội xe riêng và có một đội xe riêng mà có những xe riêng. Thậm chí nếu như các bác, có một số bác bảo là liệt kê có vỏ mèo, vỏ trăng hồ, tất cả mọi thứ, và sau này tìm ra hai cái công ty, nhưng mà có bảo hiện tại ở Nghệ An nếu mà chính thức là có tất cả hơn 35 công ty là có giấy phép kinh doanh lữ hành. Nhưng mà đúng là ở Nghệ An chúng ta là hơn 70 công ty, trong đó có hơn một nửa sẽ là công ty du lịch. Ma là gì? Tức là các bác phải dùng như là các bác làm hóa đơn, họ sẽ làm khống, họ sẽ nhờ cái đối tác này, nhờ cái đối tác nọ. Thậm chí nếu như là đi đoàn mình ấy, đến một cái chia sẻ, tại sao mà con lại tại sao mà con đưa một cái danh sách lúc đầu với danh sách tất cả mọi thứ, thậm chí vé mọi thứ có phải chưa đầy đủ, bởi vì ở Nghệ An, ở Việt Nam có một cái chương trình và một cái gọi là nếu như công ty nào mà du lịch ba, công ty nào mà chui hoặc là làm chui đấy, họ sẽ bắt và họ sẽ kỷ luật, họ sẽ phạt từ 80 triệu đến 100 triệu. Nên chính vì thế những cái giám đốc mà gọi là giám đốc ba ấy, thì họ sẽ gọi là theo kiểu là họ bảo hướng dẫn đúng luôn, tức là kỳ đàn đấy. Mà công ty nhà con hiện tại, nếu mà năm 2018 là công ty nhà con thì gọi là công ty du lịch nội địa, tức là chuyên bên chỗ du lịch ở trong nước. Nhưng mà đầu năm 2019 thì nhà con có một giấy phép kinh doanh quốc tế, chỉ nhìn nhà con được cái gái là tất cả mọi thứ đều quốc tế, thì nhà con được đưa khách đi ra nước ngoài. Và năm 2019 thì con cũng thông báo với tất cả mình là con cũng bên công ty nhà con cũng đưa được tầm 10 đoàn, 10 đến 15 mà, bởi vì là nhà con bắt đầu rồi đến chỗ quốc tế. Ngày xưa thì là gọi là kết đoàn hoặc là đi theo kiểu là gọi là kết và đi theo kiểu là đối tác bên chỗ Hà Nội để mà phát triển du lịch nha. Nhưng mà bây giờ công ty nhà con tự tin về cái gọi là đưa khách đi nước ngoài, và điều đặc biệt nhất là con có thể kể đến đó chính là
trường tiểu học Phú Sơn ở Kinh Kỳ. Vừa rồi đưa đoàn đi Hàn Quốc thì giám đốc trường con đã đưa đoàn đi Hàn Quốc hơn 25 khách đi, và có một cuốn tham quan cũng như là khảo sát về tất cả mọi thứ đều rất chưa hoàn hảo. Thì cái đó thì con cũng không dám nói nhiều. Thì cái này có thể mọi người chúng ta, tất cả mọi người đều biết được là trang mạng cũng như là Facebook và tất cả mọi thứ đều mọi người cũng đã biết. Nhưng mà con có nói riêng về công ty nhà con, thì nhà con có đồ xe riêng, và đặc biệt đó chính là ký quý về nhà con. Tức là nếu như du lịch ở nội địa thì có ký quý là trên 100 triệu nếu mà nội địa, còn quốc tế là 500 triệu. Còn nếu mà outbound là tức là inbound, tức là đưa khách ra ngoài hoặc là đưa khách về Việt Nam là 750 triệu. Nhưng mà tổng ký quý của nhà con là 4 tỷ 800 triệu đồng. 4 tỷ 800 triệu đồng. Bởi vì tại sao mà con có cái quỷ nhiều như thế? Bởi vì là nhà con có một đồ xe riêng, đồ xe riêng à, nên như thế là cái quỷ của nhà con rất chia nhiều. Thì con cũng giới thiệu một chút về công ty nhà con. Thì có đối tác nào, ví dụ như là các bác có một cái gì mà muốn tham mưu hoặc muốn cái gì mà muốn tư vấn thì có thể là liên lạc cho con qua số điện thoại của giám đốc công ty con. Giám đốc của công ty con là anh Nguyễn Huy Sương, anh sinh năm 1981. Mặc dù là so với tuổi đời các bác thì rất chia trẻ, nhưng mà nếu mà so du lịch Nghệ An thì anh trong một trong những người lão làng kinh nghiệm nhất ở du lịch Nghệ An. Dạ, thì đó là một trong những giới thiệu về công ty nhà con. Bây giờ là con giới thiệu về con. Dạ. Con thì là trên lúc trước khi đi. Không, bà Chín đã nói là trọn gói không phải trả một xu mua nữa.
mình đi là thôi là 30.000. Cứ yên tâm. Đến khi từ cái lại bài chứ còn được không phải lấy tiền chứ. Thank you.
lên đi ạ. À, lên rồi quay lại. Nghe cảm mưa bay trên nền đá, chắc lòng anh xây viên đất lạ. Bởi chắc em lo đường chắn bóng thu. Anh lên xe đi thẳng ra Hà Nội. Anh lên xe chơi đủ cơn mưa, cái gặp nước chua đi bao nỗi nhớ. Anh xuống núi nắng anh được thờ, hai bàn tay gạt mối riêng tư. Xin nhời, xin nhường lời cho ca sĩ khác ạ. Quân tiếp, đi xuống đây. Anh có lên được cái đen nhổ luôn 12 không có là cái đế. Dạ 13 tầng, 13 tầng cao biết xa lì Phật. Hai mà lấy lên 50.000. Thôi tất tiền. Thôi được chưa? Đến đó mà cục người con đang đổ. Có mời là mình ta di chuyển theo hướng Trần Biến đấy ạ. Thôi thì ta đi vậy. Lên đâu? Người đốc Rồi, di chuyển nào. Rồi đẹp mà nó bán à đây. Có thì được cái trang được. Thì đang bay thì được. Chắc chắn là đẹp. Cuối chân quay lên được.